Rồi, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi lại có mặt tại xã La Ngà, huyện Đình Quán, tỉnh Đồng Nai và kiểm tra căn nhà yến này chúng tôi giải cứu cách đây được 2 tháng. Xem tình hình như thế nào. Thấy ông chủ nhà mới tắt âm xong. Mở cửa ra để anh vào anh kiểm tra tí, anh lại đi nơi khác. Âm nhạc có vấn đề gì không? Có trục trặc gì âm gì không? Không, để có âm dự phòng sẵn đây mà. Dạ. Điều cảnh mới sợ đi. Vâng. Đây. Đây là cái lỗ mà anh em tôi phải khoan ra này. Đây. Khoan thành 114 hết này. Đấy, bánh ú thì bịt lại này. Đây, lỗ đây. Vâng. Để báo cáo với bà con như vậy, toàn phải sử dụng 114 hết. Và bây giờ chúng ta phải vào trong để cho kiểm tra để ngày mai chúng tôi đi Bình Thuận. Ôi, cha xem nào tình hình sao. Ở trong có điện không? Có. Bật điện lên đi. Ôi, nhà thấy thơm tho đấy nha. Ôi trời, nó bay ra trong gà kìa. Mình làm mới được 2 tháng hay 3 tháng nhỉ em nhỉ? Chắc 3 tháng quá nhỉ? 4 tháng này hả? Ta được. Ta được có nhớ đâu. Xem nào. Ôi trời ơi. Ôi trời. Ôi giời, quá tuyệt vời đấy em ơi. Ôi trời, quá tuyệt vời rồi. 2 giờ chiều mà như thế này là quá ok rồi. Đúng rồi, ống khí làm này là ok đấy em nhé. Ở nhà này ấm áp rồi, chim tỏ. Quay ra chuyện trên đây. Xe nào. Không làm tỏ đen luôn. Úi giời, nó nhiều chim này. À, vừa em tắt âm nó ra bớt rồi đấy. Đúng không? Mình làm 4 tháng này là ok, có tỏ trồng chất với nhau này. Đấy, làm gỗ đấy. Này, tỏ này đẹp không? Đây, tỏ đẹp không này em này? Đi dít lại nhau này. Hả? Quá tuyệt vời anh em này. Thế này là mừng rồi nhá. Không phải suy nghĩ gì vấn đề nhà chim nữa nhá. Cái này có cảm hứng làm nhà mới không? Gắn thêm bóng này luôn nhé. À, gắn thêm cho anh thêm mấy ống nữa nhé, sang nhé. Mở thêm ống đi. Đây nó nhiều chim rồi ha. Ui, đẹp lắm, tỏ đẹp không? Tuyệt vời, thật cứ thật này. Có 4 tháng chúng tôi sửa lại. Tỏ có gì tại nhau. Đấy. Ui, cái tỏ đẹp lắm, sang rồi. Sang rồi. Sao cái tổ đẹp không con? Dạ. Tổ đẹp không? Dạ. Dạ. Cái tổ đẹp không? Dạ. Dạ. Cái tổ đẹp không? Dạ. Cái này nhà này nó phải sử dụng cái xanh rồi nhá, sang nhá. Cái mùi hơi ngọt. Mùi cái tổ. Cái tổ chứ không có để mình gửi. Là cái tổ này còn đẹp hơn nữa này. Tổ này mới là tổ xuất khẩu. Kính thưa quý vị, là những cái nhà như thế này thì chúng tôi bắt đầu là khuyến khích các chủ nhà sử dụng vi sinh để làm sao chúng ta đạt được cái tổ trắng tinh như thế này. Đấy, nó mới tổ yến này trắng tinh như thế này này. Đấy, nó mới đạt đến khi mà đi kiểm tra chất lượng, nó mới đạt được chỉ số về vi sinh, không có salmonella, không có E. coli, không có những cái vớ vẩn ở trong ấy, không có đi lactobacillus trong đó, thì chúng ta kiểm nghiệm chúng ta mới có được cái sản phẩm tốt được nhé quý bà con. Ở nhà này chúng tôi giải cứu cách đây được 4 tháng rồi. Đấy, chủ nhà cũng mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày, bao tháng, bao năm, và chúng tôi cũng giải cứu. Và đây là cái nổ là chúng tôi thoát khí ra ngoài này. Đấy, và các lỗ khí ở đây chúng tôi đã phải khoan ra rất là nhiều lỗ khí và quẹt hết này, quẹt này, đấy, quẹt này. Chỗ nào cũng có tổ có chim hết cả rồi. Đấy, hôm nay chúng tôi có cái đợt đi kiểm tra, tổng kiểm tra các nhà cái nhà yến chúng tôi giải cứu, đã từng giải cứu. Đây, trong đây là thực sự quý vị rằng những ống lỗ khí 114 được chúng tôi khoan ra đây này. Đấy, là đủ khí cho cả cái nhà yến rồi. Đấy. Nhà này bị ú mà chúng tôi đã phải giải quyết cái ú ở bên ngoài và khoan những cái lỗ 114 ra. Đấy, em mở thêm một hạt lỗ gì nữa là đó nữa nhé. Nó ok. Còn lỗ nào nữa? Không? Em mở nghe lỗ là sao cao cao như tí như lỗ này này. Để cho khí nó vào nhiều hơn nhé. Được chưa? Đến cái con lỗ mà không anh? Mới cái con mở ra đây này. Cái mùa mưa này cho mẹ em mở cái con này ra. Nha. Được chưa?
còn lỗ nào thì mình bổ sung thêm. Ở trên đây còn một lỗ này em này, là nhà nó hơi hẹp tí không sao, hại gian này thôi nhưng chuyện quá tốt rồi. Trên đây còn một gian nữa đúng không? Và trên đây còn một gian nữa để chúng tôi lên trên nhà đến này, trên đấy nó còn nhiều hơn nữa quý vị. Đây là cái gian. Đây, quý vị thấy đây, chúng tôi sau khi chúng tôi giải cứu được 4 tháng nhà này nẹt thì nó cũng chẳng phát triển nên là cũng như là cuối cùng là cho chúng tôi chúng tôi mình tỏ đây. Quý vị cũng hiểu như thế này, những cái nhà chim chúng tôi làm ấy nó con số 0, từ con số 0 là để kiếm được một cái con chim đỏ mắt ra. Quý vị nhá, thực sự rất khó khăn chúng tôi mới kiếm được những con chim đầu tiên, nên là cái việc thời gian thì chúng phải theo dõi là chúng tôi làm theo từng một giai đoạn, chứ không phải chúng tôi là thánh thần gì, chúng tôi cũng là con người, tôi cũng phải là phải theo dõi và phải nghiên cứu một cách rất bài bản. Đây này, sang ơi, anh chỉ cho em này, em để nghiêng cái ống này chút xíu này, đấy, đóng chặt lại cho em, mở cái co ra rồi để nghiêng ra cho khí vào mạnh hơn nhá. Và chỗ này này, sang này, sang lấy cái kéo ấy, sang cắt cái chân này ra, cái chân em mở cái cửa này ra. À không, nào thôi em sẽ đục một cái lỗ ở đây nhá, đục cái lỗ dưới chân này này, đây, này, thấy chưa? Để cho khí nó ra. Hai bên gạch thôi. Hai gạch làm gì? Dưới này thôi. Dưới này, đục dưới này này. Để cho khí nó ra ngoài cho nó ngột nhá. Đây này. Nhà này nó nhiều người chung. Không sợ, dưới đáy. Sáng thì em không cửa, em không sợ sáng. Ở đáy nhà đấy. Vâng, chào chú. Rồi, nay mừng nhá chú nhá. Nay nhiều chim nhiều tổ lắm rồi nhá. Dạ. Đây tuyệt vời đấy chú. Nay là ok đấy nhá. Cháu cũng mừng cho chú đấy. À, tổ mà đẹp lắm chú ạ, à. Chú này thấy cái tổ trắng tinh này, cái tổ này trắng tinh như cướp này, đấy, chú thấy không? Đấy, cái tổ này trắng tinh này, nhiều lắm, tổ trắng lắm, nó không vàng mẻ đâu, nó hàn lại nó tổ trắng tinh này chú này, thấy không? Chứ là con chim nó khỏe mạnh, nhé. Đấy, con chim trắng tinh, tăng nhiệt nghe lắm, tăng nhiệt, tăng bình nhiệt, xả nhiệt. Ông đấy chú ơi. Rồi là cái bạt này này, sao ơi? Dạ. Lúc nào em lấy tổ đấy, em cuốn cái bạt này để xuống dưới nhá. Không thay bạt mới lên nhá. Dạ. Nhớ chưa? Dạ. Cũ hàng bạt ra. Mang cái bạt này ra này, thấy chưa? Nó quét dọn sạch sẽ nhá. Dạ. Nhà này nó sẽ đến một ngày là nó bung chim ấy. Thấy chưa? Là tăng cường cái nước ẩm kia, là tăng cường thau to đừng có làm thau nhỏ. Dạ. Mà làm cái lưới nhá, lưới khít hơn nữa để lưới mùng ấy. Phân nó vẫn vào. Lưới mùng á, nó phân nó vẫn vào là nó thối nhà. Dạ. Đấy, như này là mai đi dọn nhà được rồi nhá. Lấy tổ này, ta thay cái bạt này đi nhá. Xong cho đưa bạt mới đi, được chưa? Mở cái co ra đây. Mở cái co này ra này. Và đưa ngang cái ống dẫn chụp đi. Rồi, đây, tuyệt vời luôn. Rất là tổ, rất là đẹp. Cái tổ này nó mới đạt được cái tiêu chuẩn để đi xuất khẩu này. Đấy, nó trắng tinh, nó đều, năm nào cũng có tổ. Năm nào cũng quẹt hết này. Con này vừa đã hết, vừa có hết. Mở cái co ra chú ơi. Mở hết cái co ra. Chỗ nào có tổ. Chỗ nào có tổ. Nhưng mà để được làm được cái này thì mồ hôi nước mắt thì đổ ra rất là nhiều. Nhá, đục cái chân vào cho anh nhá. Nhớ đục cái chân và thay bạt đấy nhá. Đúng rồi, đục cái chân nó hai hàng gạch ra để cho khí nó thoát ra ngoài nhé. Đập đá. Vâng, đúng rồi, đập bỏ, đúng rồi. Vậy nhé. Để cho cái khí nó ra ngoài ấy chú. Dạ vâng. Đây, tổ mới này. Tổ mới này. Tổ mới này. Tổ mới này. Đập ở ngoài, chỗ nào đập cả đứa. Đập tổ thắng tính. Đang có cái lỗ thì bịt lại nữa chứ. Sáng. Sáng không sáng, khổ. Bố điện này chưa sáng rồi. Được rồi. Thôi cũng chúc mừng chủ nhà. Hôm nay nó cũng là tương đối là mỹ mãn rồi. Chúng tôi cũng chỉ đến đây quay lần một lần này thôi. Lần sau chúng tôi sẽ dành cơ hội cho những người khác. Tổ chim rất là đẹp này. Đẹp cực kỳ luôn. Đấy, đẹp, rất đẹp. Tổ chim rất đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn. Không còn chỗ nào để chê nữa.
Đấy. Vâng, thế là tuyệt vời nhá. Vâng, cứ thế là vận hành nhá em nhá. Không có gì cả, nó cho tăng cường nước cho anh thay bạc nhá. Rồi. Khó khăn gì bao giờ nó nhiều nhiều chim mới bỏ anh ấy khoan lỗ cho. Nhá. Dạ. Rồi ok. Bắt sàng. Đằng dưới này cũng mở ống ra đi. Nó sẽ ok. À, quẹt rất là nhiều nhá. Đấy, mới này. Đấy. Mới này. À, quẹt này. Tỏ mới này. Ui cái tỏ đẹp không? Ui cái tỏ này đẹp, đẹp như tranh này chú. Tỏ đẹp không? Đẹp như tranh. Đẹp không? Đấy, cái tỏ mới làm được. Quẹt này. Đấy. Tỏ cái tỏ mới này. Tỏ mới này. Quá trời tổ mới. Có đẹp không? Tôi thấy đẹp không? Tổ cực kỳ đẹp luôn. Tổ mới đẹp không? Tổ mới. Tổ mới này, tôi thấy tổ mới làm đẹp không? Ui giời, tổ mới quá trời luôn. Lên tổ rất là đều nhá. Tổ mới này. Đây là cái tổ mới này. Tổ đẹp này. Thấy không? Đậm đà. Tổ mới này. Phải dọn dẹp ra nhà cửa thôi. Nhiều chi lắm rồi. Đấy, tổ này. Quá trời luôn. Đúng rồi, mở nó ra đây. Thêm khí vào đây. À, bun luôn. Bun trăm trăm luôn. Để cho nó đủ khí. Rồi thay bạc nha. Về anh gửi vi sinh cho xử lý nha. Rồi. À, mình không thể tiết được vào được bịch vi sinh đâu, mình xử lý với nhà chim cái tổ nó đẹp, mai nó chim nó khỏe mạnh nhé, không ô nhiễm nhá. Và thấy phải có những cái khoa học kỹ thuật vào đó thì mới giải quyết được. Nó quẹt ở chỗ tổ mới, nó quẹt này. Chú thấy nó lên rõ ràng không? tổ mới này quẹt này. Rồi cắt cái chân này ra thoáng một xíu, đúng rồi, cắt đi khoảng 20 cm khí nó ra. Vâng, ok, đây là phần cấu trúc chúng tôi đi loa này. Chúng tôi đi loa này, đấy, đi loa này, đấy, và nỗ thần thánh nha, được mở này, đấy, kỹ thuật này yến chỉ vậy thôi. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và hẹn quý vị video kế tiếp lần sau chúng tôi đi kiểm tra nhà yến, làm được 3-4 tháng chúng ta lại quay kiểm tra lại một lần để có thể đánh giá được cái công việc chúng tôi làm. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị, hẹn quý vị bằng cái video clip lần sau. Xin hãy chào tạm biệt.